Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn cũng như người mới biết về hoành phi cầu đối, biết được quy trình đốt hoành phi của chúng tôi. Đây là hai bức hoành phi bằng chất liệu gỗ rồi, chúng tôi làm cho nhà chùa. Nhà chùa đã dùng một thời gian hàng mộc, thì hôm nay nhà chùa đã làm lễ đưa về trực tiếp tại cơ sở để sơn son thép vàng, làm hàng hoàn thiện. Và nhà chùa đã dùng một thời gian thì gỗ khô rất là đảm bảo. Thì hôm nay chúng tôi có quay lại video clip công đoạn quy trình đốt hoành phi. Thì đầu tiên là chúng tôi phải đốt để cho cái bề mặt lông gỗ ở bên trên nó cháy hết đi. Và như trên hình các bạn đang xem đây là chúng tôi đốt vừa đủ thôi, không cháy quá. Nếu cháy quá thì nó sẽ cháy hết gỗ. Chúng tôi chỉ đốt vừa đủ và sau đó thì chúng tôi sẽ đi vào các cái quy trình lót. Chúng tôi làm 3 nước lót, một nước hom, nước kẹt và sau đó sẽ đi vào sơn son thép vàng và phủ bóng. Bức hoành phi này có cái kích thước là dài 2m37 và chiều rộng là 1m17. Được chạm 4 chữ đó là nhân từ quảng đại, bên kia thì chúng tôi chạm đó là vạn đại chiêm ngưỡng. Chữ Hán Nôm thì chúng ta đọc từ bên phải sang. Và các cái đầu long hóa ở bên trên thì chúng tôi đã tháo rời vì đó là phần chấp nổi. Thường các cái mẫu hoành phi làm cho đình chùa hay là miếu mạo, các cái nhà thờ tư gia cỡ lớn thì nó có rất nhiều bản khác nhau. Và chiều dài thông số thường là 2m37 cho đến 2m6, 3m. Nó dài rộng hơn các cái bức hoành phi mà chúng ta thờ gia tiên. Và thường thì là từ 4 chữ đổ lên tới 5 chữ. Vì là nhà chùa nó có rất nhiều nghĩa. Không như thờ gia tiên thì chúng ta chỉ cần thờ phụng gia tiên hoặc là Đức Lưu Quang là được rồi. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi cầu đối thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 để được tư vấn miễn phí. Quý khách chỉ cần liên hệ về thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm mà quý vị đang xem. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách lưu ý muốn làm đẹp được sản phẩm về sơn son thép vàng thì không thể thiếu quy trình đó là đốt hoành phi. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.